Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình tiếp theo mình sẽ quay video thắt chữ trên bút bằng dây dù ha. Thì hôm qua mình có hướng dẫn cho các bạn thắt chữ H rồi. Thì bây giờ thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn chữ A. Thì trong quá trình mà các bạn thắt, mà các bạn đau tay hay là muốn dừng lại, mai mốt mình thắt tiếp thì mình có thể quấn thêm vài dây chỉ để giữ lại cho khỏi vuông chữ. Thì hôm nay mình tiếp theo là chữ cái A ha. Thì chữ cái A đơn giản lắm, thì các bạn bắt đầu mình thắt như thế này. Trước tiên các bạn lấy cho mình hai dây, dây số 1 và dây số 2 mình để dưới, còn bao nhiêu mình để lên trên. Bắt đầu mình quấn một vòng, một vòng đó. Rồi bắt đầu lấy dây số 2 để lên trên, mình quấn thêm một vòng nữa là hai vòng. Nhớ là riết chặt tay nha các bạn. Rồi bắt đầu mình để cái dây số 1 lên trên luôn, quấn thêm một vòng là ba vòng, thấy không ạ? Đây ba vòng. Bắt đầu mình sẽ kéo dây. Sau khi mà quấn ba vòng như vậy xong rồi thì bắt đầu các bạn lấy cho mình hai cái dây số 1, số 2 để lên trên, rồi bắt đầu mình sẽ quấn một vòng. Mình sẽ làm từ từ cho các bạn theo dõi ha. Một vòng. Rồi bắt đầu sau khi mà quấn một vòng xong rồi, bắt đầu các bạn lấy cho mình cái dây số 4, số 5, các bạn để lên trên, thấy không? Để lên trên. Rồi bắt đầu các bạn lấy cái dây số 2 để xuống lại, các bạn quấn một vòng, quấn một vòng riết mạnh tay đó. Sau khi mà quấn một vòng xong rồi, bắt đầu các bạn để lại cho mình hai cái dây xuống lại đó, hai cái dây xuống lại ha. Bắt đầu các bạn quấn hai cái dây xuống lại và bắt đầu lấy dây số 2 lên lại. Mình nhầm ha, hai dây lên lại, số 2 lên lại. Bắt đầu mình quấn nè, quấn một vòng đó, quấn một vòng xong bắt đầu các bạn chỉnh dây giùm mình ha, rút mạnh tay ra đó. Sau khi rút mạnh tay, các bạn để lại cái dây số 2 và dây số 1 xuống, thấy không ạ? Nó đều ra. Bắt đầu các bạn lấy cái dây số 2 lên lại, vẫn để cái dây số 1 xuống, số 2 lên lại. Và bắt đầu các bạn lấy ngược lên hết lại nè đó. Các bạn quấn thêm một vòng nữa, các bạn quấn thêm một vòng, một vòng đúng không? Các bạn để dây số 2 xuống nè. Ê, cái dây đầu tiên chứ, dây số 1 xuống và lấy dây số 2 lên. Bắt đầu các bạn quấn cho mình một vòng là hai vòng rồi đó, ở dưới là hai vòng rồi nha. Cái dây số 1 để xuống nè, các bạn quấn đè ra riết chặt tay hai vòng. Rồi bắt đầu khi mà quấn số 1 xong rồi, mình để dây số 2 xuống, dây số 2 xuống, bắt đầu quấn thêm một vòng nữa là đủ ba vòng đúng không? Ba vòng, ba vòng xong bắt đầu các bạn để hết dây xuống, các bạn quấn cho mình ở trên đè lên hết dây lên nè, quấn một vòng nè, hai vòng nè, ba vòng nè. Đó thì nó sẽ ra được cái khung chữ A, và các bạn chỉnh lại giùm mình cái dây, các bạn kéo nè. Các bạn đẩy vào, đừng cho nó ở ha. Đó, đẩy sát dây vào. Bắt đầu các bạn rút mấy dây này thì nó sẽ ra được chữ A. Các bạn kéo cái dây căng ra, cái dây chữ căng ra, mình để sát lại cho các bạn dễ thấy. Rồi, thế là nó ra được
chữ A. Các bạn chỉnh cho đẹp cái dây lại ha. Thế là nó ra được chữ A. Thế ạ, ra chữ A. Chữ A. Khi mà thắt xong chữ A rồi, bắt đầu mình sẽ làm một khoảng cách thắt chữ R. Thì cái video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thắt chữ R. Thì mình quấn cái vòng dưới để mình giữ lại để mai mốt mình thắt được chữ G nữa ha. Thì trong quá trình giữ lại thì các bạn chỉnh cái dây, tại vì nó hơi bị dùng á, các bạn kéo mạnh tay lên đó, các bạn kéo mạnh tay lên và các bạn lấy ngón tay chỉnh lại cho ra chữ Hà. Đây là chữ Hà rồi đúng không đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn chữ G. Chúc các bạn làm được thắt được cái tên của mình ha.